Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối tay cầm Wap X này với chiếc ES Max nha. Đây, mình tắt game đi nha. Các bạn lưu ý một điều là mình phải để cái phím cái đầu mà sạc này nè vào trong phần trong của máy nha. Đó, thì mình sẽ gắn như vậy. Các bạn lưu ý là cái phần mình phải gỡ ốp lưng ra nha, không có để ốp lưng được nha, mà mình phải gắn sát vào đây nha. Đây, đó, mình phải gắn sát vào này, các bạn thấy mình gắn sát vào nè. Đó, và nó phải sát vào trong, tức là cái viền mà bạn thấy cái viền đen này nè, nó sẽ sát vô trong luôn. Thì như vậy thì cái tay cầm này nó mới có tác dụng được nha. Và sau đó mình khóa lại. Đó, nó như vậy. Rồi, sau khi mình gắn như vậy xong á, mình bắt đầu mình sẽ mở cái game lên. Rồi, trong game này mình sẽ vào thiết lập ha. Này mình chưa gắn sát. Gắn sát lại ha. Rồi, khi mà vào trong game á, thì mình sẽ vào thiết lập đây nè. Thiết lập này, trong thiết lập này nó sẽ có những cái chế độ điều khiển, thì mình dùng cái chế độ này để thử nha. Đây là các giao diện của mình. Thì các bạn lưu ý là mình sẽ dùng cái miếng này, đây mình sẽ để vào đây. Ở đây nó sẽ có những cái biểu tượng nè, thấy không? Đây này. Biểu tượng là bắn, nhắm, rồi A với B đó. Rồi mình sẽ để cái gờ này vào đây ha. Rồi đó. Rồi, cái gì như giờ mình muốn gắn biểu tượng là bắn. Đây là biểu tượng bắn nè. Thì mình sẽ kéo cái ông bắn này. Nhớ là thả tay ra nha, chạm hai tay nhiều khi nó không nhận á. Rồi mình sẽ dùng cái phím này mình sẽ điều khiển nó. Rồi cho nó nhỏ lại nha. Rồi cho nó xét luôn. Rồi, như vậy là lúc này là lúc bắn nè. Rồi ở đây là nhắm. Rồi mình sẽ nhắm vào. Rồi, còn ví dụ ở đây là mình sẽ cho là AB nè. Mình sẽ cho nó là thay đạn hay gì đó chẳng hạn. Đó, AB nè. Như thay đạn hay gì đó. Thì nguyên lý là gắn như vậy, mình có thể gắn bất kỳ cái phím nào được cũng được nha. Đây là mình cho có nó ném đạn nha. Rồi, thì mình sẽ gán tất cả các cái nút vào trong cái khoảng trống này. Sau khi xong hết đó thì mình sẽ tiến hành mình seal lại nha. Đây, để mình gỡ cái thanh này ra. Đó, mình giữ vị trí này nha. Rồi, bây giờ thì mình có thể test thử ha. Đó, ở đây mình là, ở đây là bắn nè, đây là nhắm nè. Các bạn thấy không? Mình có thể bấm. Nói chung là cái analog này điều chỉnh là khá là tốt nhé.
Rồi ví dụ như đây là thai đạn hay gì nè. Đó mình bấm á. Cái này thì các bạn có thể kết hợp với một cái găng tay để mình chống chạm mồ hôi nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.